Sản phẩm này với cái diện tích gia đình nhà mình vừa đẹp xinh, nghe chất lượng anh em hướng dẫn cho nghe rất là hay, mình rất là hài lòng. Cảm ơn. Vâng, Nam Heo Audio xin chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay thì nhà em lại vừa lắp ráp thêm một cái combo cho bác Khâm ở Minh Khai, Hà Nội. Thì nhà em cũng vừa lắp xong cho bác rồi. Thì cái bộ dàn combo này thì của bác là một cặp loa F615 cùng một cục đài liền vang X8 Plus, và nhà em tặng thêm bác một cái cặp mic không dây. Thì cũng xin cảm ơn bác. Bác thấy sao về cái dòng sản phẩm này bác? Nói chung là cái sản phẩm này với cái diện tích gia đình nhà mình thì nó vừa đẹp xinh, nhưng mà nghe chất lượng anh em hướng dẫn cho nghe rất là hay, mình rất là hài lòng. Như thế là với cái mức tiền mức giá này, anh em trên công ty rất là nhiệt tình với gia đình đưa một sản phẩm mới. Rất cảm ơn anh em trên công ty, cả công ty nữa. Vâng, thế cháu xin cảm ơn bác nhé. Nếu mà có cái khúc mắc thì bác cứ gọi điện trực tiếp đến bên cửa hàng cháu, bên cháu sẽ hỗ trợ bác từ A đến Z, bác cứ yên tâm bác nhé. Cháu xin cảm ơn bác. Vâng. Cảm ơn anh em. Vâng. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue, are you?